Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha bài trích phong theo thánh Luca lời Chúa vinh danh Chúa trong ngày sa bát khi Chúa Giêsu đi ngang qua đồng lúa thì các môn đệ bức bông lúa miếng vò xác trong tay rồi ăn có mấy người biệt phái nói với các ông rằng tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sa bát chúa giêsu trả lời rằng các ông chưa đọc điều david đã làm khi ông và các người tùy tùng bị đói sao ngài đã vào đền thờ thiên chúa lấy bánh dân hiến mà ăn và cho các người bạn tùy tùng ăn. Bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho những trưởng tế mà thôi. Và người bảo họ rằng, con người làm chủ cả ngày sa bát đó là lời chúa lời chúa kitô người khen chúa kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em Lời Chúa hôm nay Thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện Giữa những người biệt phái trách móc Các môn đệ của Chúa Giêsu Về việc các ông bức bông lúa và vò trên tay Để ăn khi đi ngang qua cánh đồng các môn đề của Chúa đã bị đối khác. Các ông nói, tại sao các ông làm điều không được phép trong ngày sa bát Thấy vậy, Chúa giêsu liền giải thích cho những người biệt phái hiểu được tinh thần của lề luật. Không phụ thuộc vào mỗi một cái hành vi bên ngoài, nhưng còn tùy vào trong những cái suy nghĩ và tấm lòng của người thực hiện hành vi đó. Vì suy cho cùng luật giữ ngày sa bát cũng nhằm để giải thoát con người và sau cùng Chúa Giêsu khẳng định với những người biệt phái con người làm chủ ngày sa bát. Thưa ông bà anh chị em, dù rằng trong do thái giáo có luật cấm gặt hái trong ngày sa bát thế nhưng ở đây các môn đệ của chúa chỉ có hành động ngắt bông lúa và vò trên tay để mà ăn hành động này bị các biệt phái khiển trách vì các ông cho rằng các môn đệ đang làm một cái hành vi của lao động là việc đồng an như là bức bông lúa thì một cái hành động giống như là cắt lúa hay là gặt lúa rồi vò bông lúa trên tay thì một cái hành động giống như là người ta tuốt lúa hay là xây lúa cho nên các người biệt phái kết án các bôn đệ của chúa đang làm một cái việc làm giống như là việc làm đồng án thì đó là luật cấm trong ngày sa bát thật ra thì cái việc bức bông lúa và vò trên tay của những người môn đệ chúa đây chỉ là một cái cớ cho những người biệt phái để kết án truy giêsu nhắm vào chúa giêsu hơn là các môn đệ để như là một cái một cái sự ngấm ngầm ở bên trong tâm hồn của họ và khi có dịp thì họ sẽ công khai để chỉ trích Chúa Giêsu thì đây là một cái dịp rất thuận tiện để họ tố cáo hay là chỉ trích Chúa Giêsu. Và nhưng mà điều sâu xa nơi họ đó chính là một cái sự ích kỷ và lòng ghen ghét. Cho nên họ không ngần ngại để sôi mối tìm một cái lỗi nhỏ để quy kết thành một cái tội lớn. Đành rằng trong luật Do Thái có cấm việc đồng án trong ngày sa bát Thế nhưng một điều đáng trách nơi những người, những anh em biệt phái ở đây Đó là họ giữ luật và xem như đó là một cái điều bắt buộc người ta phải giữ Và giữ trên trên mặt chữ của lề luật mà thôi nhưng thiếu đi cái tinh thần của lề luật thiếu đi cái tâm và thiếu đi cả cái tình đối với đồng loài cho nên cũng vì thiếu cái tâm thiếu tình đó mà họ có thể cắt nghĩa một cái hành động bức bông lúa và vò trên tay thành ra là một việc làm của đồng ác điều đó thật không đủ lý để kết tội và thật cũng không đủ tình để sống với nhau áp dụng luật như thế thì quả là một cái gánh nặng đè trên vai của người khác và cũng thật khổ cho những ai phải sống với sự hướng dẫn của họ có một cái câu chuyện thật cảm động mà người ta kể lại có một thiếu phụ tên là helen một hôm nọ Cô vào trong một siêu thị ở bên nước Mỹ bởi vì cô ta sống ở tại nước Mỹ. Và nhìn quanh quẩn một hồi, cô ta đến với quầy thực phẩm và cô ta lấy trộm một vài cái thực phẩm và bỏ vào trong túi của mình. Nhưng điều chẳng may đã bị phát hiện và quản lý của siêu thị gọi cảnh sát đến thì ít phút sau Xe cảnh sát Chớp đèn xanh đỏ Đã đến siêu thị Cùng với một toán cảnh sát Bao dây Và bắt cô Helen Đưa về đồn cảnh sát Không lâu sau đó Thì người ta thấy Chiếc xe cảnh sát mới nãy Bây giờ xuất hiện trước cửa siêu thị Cùng với cô Helen Và viên cảnh sát theo cùng Người ta thấy đưa cô Helen đến cái quầy thực phẩm mới nãy mà cô đã đánh cắp đó. Nhưng một điều rất lạ, không phải là để thực hiện lại, thực hiện, thực nghiệm lại cái hiện trường mà lúc nãy cô đã đánh cắp những cái món thực phẩm. Nhưng lúc bây giờ, viên cảnh sát nữ cùng với lại cô Helen và... À, đã lấy những cái món thực phẩm cần thiết bỏ vào xe đẩy hàng cho cô Helen và sau đó vị cảnh sát tính tiền tất cả những cái món hàng đó và đưa cô Helen ra cửa đi về. người ta thấy làm lạ và đến với hỏi vị cảnh sát đó thì mới biết rằng người phụ nữ cô quá phụ này là một là một người thất nghiệp nhiều tháng qua không có việc làm và không có tiền Mà cô phải nuôi hai đứa con thơ Mà trong cảnh hai đứa con đối khát ở nhà Mà không có tiền để mua sữa, mua thức ăn cho nó Vì một tấm lòng của người mẹ nhìn thấy con phải phải đối khổ như vậy Cho nên bà không còn cách nào cho nên đánh liều đi vào siêu thị để ăn cắp một vài món thực phẩm sữa sùng để đem về cho con của mình qua cơn đói khát. Cảnh sát được nghe điều đó và chở cô về nhà để xác minh có thật sự như vậy hay không và quả thật là như vậy. Cho nên thay vì buộc tội rõ ràng hành vi cô ăn cắp, thế nhưng vì cái lòng của con người Người ta nghĩ đến người mẹ đau khổ Và những đứa con có thể chết vì đói khát Thay vì kết tội cho cô Helen Người ta không những kết tội Mà còn cho cô ta thêm những cái thực phẩm cần thiết Để nuôi sống cô và những đứa nhỏ Thưa ông bà, anh chị em Cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng đối xử với nhau Trên lý và dùng luật để để mà cư xử với nhau nhưng cuộc sống con người còn phải có tình với nhau nữa đó là điều mà những vị cảnh sát đã làm. Thương bà anh chị em trở lại câu chuyện của những người biệt phái hôm nay đứng trước một cái sự lạm dụng của lề luật, Chúa Giêsu đã dẫn họ trở về với căn nguyên của lề luật. Những giá trị mới Những tinh thần của lề luật Đó là Để tôn vinh Thiên Chúa Và phục vụ cho con người Lề luật nhằm Để xây dựng hơn là phá quỷ Nhằm để kết dịch đến những mối tương giao Hơn là để chia cắt và loại trừ nhau Từ đó Chúa Giêsu dẫn họ Trở về với kinh thánh Mà người Do Thái họ ai ai nhất là những luật sĩ những biệt phái thì họ rất am tường để đánh thức lương tâm của họ các ông chưa đọc điều này sao chưa đọc điều mà David đã làm gì cùng với những người tùy tùng của các ông đang đối Đó rồi mời gọi họ đánh thức lương tâm của họ hãy trở về trở về với cõi lòng mình không dùng để phán quyết một điều gì đó Hãy dựa trên lời của Chúa Hơn là trên cái cảm thức riêng của mình Và áp dụng lên người khác Phải tuân giữ điều đó Đó rồi Chúa Giêsu Chúa Giêsu dẫn họ vào một chuyện cụ thể của vua David Đi vào trong nhà Chúa Và lấy bánh dân hiến Ăn và cho ngưỡng người tùy tùng ăn Bởi vì tất cả đều đói Nhưng bánh này chỉ dành cho các tư tế mà thôi Thế nhưng Không ai kết tội vua David cả Điều đó để cho thấy rằng Luật là nhằm để Luật yêu thương nhằm để giải thoát con người Để cứu sống Chứ không phải Luật để buộc người ta Để đưa người ta đến cái chết Hai cha con dẫn nhau ra cánh đồng để thả diều Đứa con nắm nhìn thấy con diều và hỏi Cha ơi, cái gì làm cho con diều được bay cao? Người cha bảo rằng Nhờ sợi dây Đứa bé nói Không ba Cái sợi dây con thấy rõ ràng là sợi dây nó đang ghi con diều xuống mà Người cha cười và dỗ đầu Đứa con nhỏ nói không con Nếu con không tin con cắt sợi dây đi Đứa bé nhìn người cha Rất là ngỡ ngàng Thế trong lúc nhìn nó Nó lại vụt cái tay ra Và làm sao buông sợi dây Con diều từ từ rơi xuống Lời luật không phải là một gánh nặng Nó như là một cái sợi dây Để giúp cho con người đi đúng đường Và đi trong cái tình yêu của Thiên Chúa Giống như là sợi dây diều để bảo vệ con diều bay Càng ngày lên cao lề luật của Chúa Cũng giúp cho con người mỗi ngày thăng tiến và đi lên Để mỗi ngày chúng ta bớt đi những cái phàm tục của con người Mà chúng ta đến với được với Thiên Chúa là đấng cao cả Thương bà anh chị em luật để cứu sống Và nếu như lề luật mà người ta phải phải giữ luật Mà đem đến cho cái con người trong tình cảnh bi đát Thì luật đó còn ý nghĩa gì hiểu như thế giáo hội đã áp dụng trong những trường hợp nếu như chúng ta đau bệnh và ảnh hưởng về sức khỏe chúng ta được miễn chuẩn giữ luật ngày chúa nhật và nếu như chúng ta phải chăm sóc bệnh nhân không thể rời xa và không có ai để thay thế được chúng ta cũng được miễn chuẩn giữ ngày chúa nhật và lễ trọng và nếu như chúng ta phải làm lụng ngày nào có để sinh sống cho ngày đó thì không buộc chúng ta phải giữ lực kiên việc xác ngày chúa nhật luật của yêu thương luật của bác ái luật để đưa con người đến sự sống thưa ông bà anh chị em trong cuộc sống đôi khi có, chúng ta cũng có những thái độ giống như là những người biệt phái chúng ta dễ đố kỵ chúng ta dễ dễ ích kỷ và ghen ghét những người khác và chúng ta dễ dàng kết án người khác dựa trên luật Để loại trừ người ta hơn là nhằm Để góp ý xây dựng trong tình bác ái yêu thương Lời Chúa hôm nay mời gọi ông bà anh chị em Trong đó có tôi nữa Để chúng ta đừng noi theo những hành vi cái Cuộc sống của những người biệt phái Mà chúng ta hãy sống Đừng lên án và chỉ trích ai Nhưng nội tâm quá lề luật của Thiên Chúa bằng cách sống của cảm thông của yêu thương và tôn trọng nhau chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để chúng ta sống như vậy amen